Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTB Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ lại đón thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường, cộng thêm đó là ảnh hưởng của một rãnh áp thấp trong đới gió Tây di chuyển từ Thượng Lào sang. Nó khiến cho toàn miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa rào, cục bộ, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo mưa sẽ kết hợp với gió đông bắc thổi vào sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ sẽ giảm thêm, trời khá rát. Ở phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh vùng núi thấp dưới 16 độ, vùng Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ cũng hạ xuống từ 14 đến 17 độ. Khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La cũng có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 15 đến 18 độ, trời chuyển rắc trở lại. Đến tối và đêm mai, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rắc, vùng đồng bằng có nơi rắc đậm, vùng núi và Trung Du có rắc đậm, có nơi rắc hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Lưu xuống khu vực miền Trung, chiều tối nay không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Dự báo trong đêm nay và ngày mai trở đi, khi có tác động của khối không khí lạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa trở lại. Từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời sẽ trở lại với thời tiết rắc, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở khu vực này từ 14 đến 17 độ. Đến trưa chiều, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này từ 18 đến 21 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời tạnh ráo, nhiệt độ cao từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi Bắc Bộ luôn ở trong tình trạng mưa rắc, thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ lại đang trong giai đoạn nắng mạnh nhất của năm. Trong ngày nắng sớm và kéo dài đến chiều tối làm cho nền nhiệt ở hai khu vực này đều tăng cao. Dự báo trong ngày mai trời nắng mạnh và kéo dài nên nhiệt độ ở khu vực vùng cao Tây Nguyên duy trì ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó ở các tỉnh Nam Bộ nắng nóng xảy ra trên diện rộng, với mức nhiệt ở khu vực Nam Bộ dao động cao từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài khơi khu vực phía bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, sau đó tăng lên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5 và không xảy ra tình trạng biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai 14 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, trời rất đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi, riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa rải rác, trời rắc, có nơi rất đậm, rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rất đậm, có nơi rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 11 đến 14 độ,
vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ chiều gió chuyển hướng đông bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rắc, phía nam sáng, sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 17 độ. Từ 14 đến 17 độ, phía nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 18 đến 21 độ, phía nam từ 23 đến 25 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.